Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu bướm bướm dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Thì đối với cái mẫu này nè, ở đây mình sẽ trang trí lên cái mẫu giày len ha, hoặc là các bạn cũng có thể trang trí lên nón áo hoặc là váy đầm đều được nha. Đây, một cái mẫu bướm bướm như thế này. Thì để móc ở đây mình dùng len mil cotton cũng 125g nè. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và mình dùng đầu kim 3.5mm để móc ha. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình các cái loại kim mà có cái đầu kim to hơn sợi len 1/2 cho cái họa tiết của mình nó được mềm mại hơn ha. Và kéo cắt len nè, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này gây nên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Khi có được 5 mũi móc xích rồi, di chuyển kim đến chân móc xích đầu tiên. Đâm kim vào đó móc một mũi dời. Ta tạo ra được một cái vòng tròn. Từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái vòng tròn mà mình vừa tạo nè. Đây là cái vòng tròn chính giữa này ha. Các bạn sẽ đâm kim vào đó cho mình và móc một mũi kép đơn. Thì 3 mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên nè, 3 mũi mày ta sẽ tính là một mũi ha. Thì lúc này mình sẽ có được 2 mũi móc rồi. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái vòng tròn này và móc tiếp vào đó 2 mũi kép đơn cùng một vòng tròn ha. Kép đơn thứ nhất nè. Và tiếp tục kép đơn thứ hai. Khi có được 2 mũi kép đơn rồi nè, thì 2 mũi kép đơn này nó cũng tương ứng với 2 mũi đầu tiên mà mình gây nên ở đây ha. Và ta sẽ tạo ra được một khoảng trống chính giữa với 2 mũi móc xích gây nên nè. Thì từ đây tiếp tục tạo cho mình một khoảng trống với 2 mũi xích và đâm kim vào cái khoảng trống đầu tiên ở đây, móc vào 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai. Như vậy là ở đây mình cũng tạo ra được một cái khoảng trống tiếp theo nè. Tiếp tục lên 2 xích, móc vào vòng tròn ta tạo đầu tiên 2 mũi kép đơn. Ta có khoảng trống thứ ba ha. Lên 2 xích nè. Móc vào khoảng trống đầu tiên 2 mũi kép đơn để tạo khoảng trống thứ tư. Tiếp tục lên 2 xích tạo khoảng trống thứ năm. Móc vào vòng tròn đầu tiên 2 mũi kép đơn. Lên 2 xích tạo khoảng trống thứ sáu. Tiếp tục móc 2 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên. Lên 2 xích tạo khoảng trống thứ bảy. Móc vào vòng tròn đó 2 mũi kép đơn. Như vậy là mình vừa tạo được 7 khoảng trống ha. 7 khoảng trống vào cái vòng tròn đầu tiên nè. Đây. Ta có 7 khoảng trống. Khoảng trống đầu tiên nè. Đây, khoảng trống thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Thì tiếp tục từ đây móc lên cho mình 2 mũi xích để tạo khoảng trống thứ tám ha. Kết thúc khoảng trống thứ tám này, các bạn đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ ba của 3 mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên, thì đâm kim vào chân móc xích thứ ba, móc vào đó một mũi dời. Như vậy là ta hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 8 khoảng trống. Để kết thúc cái vòng tròn này, các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó mình tiến hành cắt len để thay màu, tạo cánh bướm ha.
Lưu ý khi móc các cái mũi kép đơn vào vòng tròn ta tạo đầu tiên, các bạn giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc thì khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Bây giờ mình sẽ tạo họa tiết cánh bướm. Ta sẽ đâm kim vào chân móc mà mình móc kết thúc của cái vòng tròn màu trắng á, là cái chân móc ta móc mũi dời kết thúc ha. Đâm kim cho mình vào đó, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Đẩy cho mình sợi len màu trắng qua hướng sợi len màu tím để mình giấu len ha. Móc lên một xích. Sau đó di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè, đây là chân của mũi kép đơn ha. Ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Và khi móc lưu ý giấu cho mình hai sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Ta có được mũi móc đơn đầu tiên nè. Thì từ đây mình sẽ tạo cái cánh đầu tiên cho bướm. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống đầu tiên mà mình gặp ở đây nè. Thì cái khoảng trống này ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu sợi len thừa ha. Móc vào một mũi móc đơn nè. Tiếp tục là một mũi nửa kép. Cũng vào khoảng trống đó luôn nha. Và một mũi kép đơn. Mũi móc của mình lúc này nó đã có cái độ cao dần lên nè. Thì để tạo cái độ nhọn cho cánh bướm, các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi kép đôi. Thì mũi kép đôi ta tiến hành lấy len hai lần lên kim nè. Lấy len cho mình hai lần lên kim, sau đó đâm kim vào khoảng trống mà ta vừa móc luôn á. Kéo len. Trên kim của mình có 4 mũi thì kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất, kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai và kéo qua hai chân lên kim lần thứ ba. Như vậy là mình tạo ra được mũi kép đôi ha. Thì từ cái mũi kép đôi này móc lên cho mình 3 mũi xích. Đâm kim vào chân móc của mũi kép đôi đó. Đây là chân móc của mũi kép đôi đó ha. Ta sẽ móc vào đây một mũi dời nè. Tạo được cái điểm nhọn cho phần cánh bướm rồi thì bây giờ mình sẽ giảm độ cao của mũi móc. Các bạn sẽ móc ngược lại cho mình các cái mũi móc ở đây. Tức là mình sẽ có một mũi kép đơn nè. Tiếp tục là một mũi nửa kép. Và một mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống ha. Thì ta sẽ tạo ra được cánh bướm đầu tiên. Để kết thúc cái cánh bướm này, di chuyển kim cho mình đến chính giữa của hai mũi kép đơn mà mình móc liên tiếp ở bên dưới nè. Đây là hai mũi kép đơn liên tiếp, thì đây là chân móc chính giữa ha, móc vào đó một mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được cánh bướm đầu tiên. Tiếp tục đâm kim vào cái khoảng trống kế bên và cũng móc vào đó một cánh bướm, gồm một mũi móc đơn. Tiếp tục là một mũi nửa kép, một mũi kép đơn. Sau đó móc vào đó một mũi kép đôi để mình tạo độ nhọn. Lấy len hai lần nè, kéo len và lần lượt kéo qua hai chân trên kim. Lần thứ hai, kéo qua hai chân trên kim lần thứ ba nè. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc của mũi kép đôi, móc vào một mũi dời. Được điểm nhọn rồi thì giảm dần độ cao của mũi móc nè, gồm một mũi kép đơn. Một mũi nửa kép. Một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến chính giữa của hai mũi kép đơn ở bên dưới, móc vào một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được cánh bướm thứ hai ha. Thì từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái khoảng trống còn lại. Thì mình sẽ còn lại tổng cộng là 6 khoảng trống. Mỗi khoảng trống các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn nè. Một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn. Sau đó móc lên một mũi kép đôi. Từ mũi kép đôi này gây nên 3 xích. Móc vào chân móc của mũi kép đôi một mũi dời. Giảm độ cao của mũi móc nè, móc vào một mũi kép đơn. Một mũi nửa kép. Một mũi móc đơn. Đâm kim vào chính giữa của hai mũi kép đơn ở cái hàng màu trắng.
móc vào đó một mũi móc đơn, sau đó móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng, mình sẽ tạo ra được 8 cánh cho họa tiết cánh bướm của mình ha. Mình sẽ có tổng cộng là 8 cánh nè, 4, 5, 6, 7 và 8 cánh. Thì kết thúc cái cánh thứ 8, móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà mình bắt đầu tạo cánh á, móc vào đó một mũi dời. Kết thúc được hàng móc tạo cánh thì móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi dời. Đồng thời đếm ngược ra 4 cánh nè. Từ cái cánh thứ tư này đâm kim đến chân móc mũi đơn chính giữa của cánh thứ tư và thứ năm ha. Chân mũi đơn nè. Móc vào đây một mũi dời. Như vậy là mỗi bên cánh bướm của mình sẽ có được 4 cánh ha. Tạo họa tiết 3D cho cái họa tiết cánh bướm của mình nè. Thì để tạo cái phần bụng chính giữa và râu, từ đây móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Thì 5 mũi móc xích này khi các bạn đưa lên phần bên trên nè, thì độ cao của 5 mũi móc xích này nó sẽ bằng độ cao của phần bụng từ phần màu trắng đi xuống ha. Thì từ đây mình sẽ tiếp tục tạo hai cái phần râu. Móc lên 3 xích. 3 xích này sẽ là độ dài của mỗi cọng râu ha. Tiếp tục lên một xích. Đâm kim vào 3 xích mà mình vừa tạo, mỗi chân sẽ là một mũi dời. Mũi dời thứ nhất nè. Mũi dời thứ hai cho chân thứ hai. Và mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Ta được độ dài của cái phần râu đầu tiên, thì kết thúc phần râu này đâm kim vào chân móc xích thứ 5 của 5 mũi móc xích ở phần bụng nè. Móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc râu đầu tiên ha. Thì ta sẽ có được cái cọng râu đầu tiên nè. Tiếp tục cọng râu thứ hai lên 3 xích. 1 2 3. Được 3 xích rồi tiếp tục lên một xích. Đâm kim vào lần lượt 3 chân, mỗi chân sẽ là một mũi dời. Mũi dời đầu tiên. Tiếp tục mũi dời thứ hai. Mũi dời thứ ba. Ta có được cọng râu thứ hai nè, thì kết thúc cọng râu thứ hai này cũng đâm kim vào chân móc xích thứ năm của 5 mũi móc xích ở phần bụng. Móc vào đó một mũi dời. Thì mình sẽ tạo được hai cái cọng râu cho bướm ha. Từ đây tiếp tục lên 5 mũi xích để mình tạo cái phần bụng còn lại. 2 3 4 và 5. Sau đó tiến hành khoanh cho mình nè. Đây, mình tiến hành khoanh tròn lại cho cái cọng râu này nó ôm sát vào phần thân của bướm và đâm kim vào chân móc ta móc đầu tiên. Móc vào đó một mũi dời. Móc lên một xích. Kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái cánh bướm màu tím ở đây. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu bướm bướm để trang trí họa tiết 3D như thế này ha. Chúc các bạn thành công!